Rio de Janeiro. Remember? No, we didn't film. Oh, okay. That's what I'm thinking of. Can like, we go inside? Por eso ya quieren ir al cruise, pero tengo miedo. What about you? Well, they're going out in October. Yeah. 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 Đây là phong cảnh của cái nhà bếp đó các bạn. Đây là kitchen, nhà bếp của chiếc tàu hải quân Mỹ USS 35. Đây là phong cảnh của cái nhà bếp rất là xưa đó các bạn. Các bạn nhìn thấy chưa? Để mình dở coi bên trong nó có cái gì nha các bạn. Mình dở coi. Ồ, nó phá lên hết rồi, nó gà lên hết rồi. Đây, mình dở lên thử nha. Wow, thấy không các bạn? Wow, coi bên đây có cái gì? Có đồ ăn. Theo phong cảnh nhà bếp. Nhà bếp. Bệnh nhân đó, người bệnh rồi đó, x-ray đó, nói chung x-ray là chụp x-ray đó. Đây là những cái giường đó. Đây, cái giường. Singer đó. Thấy chưa? Đây là súng. Tiếp theo là Hải quân Mỹ đó các bạn. Đây.
ở đây là phòng đây là phòng để rồi đây là phòng làm răng, nhổ răng, sửa răng, chấm răng đồ đó. Đây là nó có phòng cho nha sĩ luôn các bạn. Ok, bây giờ mình tiếp tục đi xuống thêm một tầng nữa nha, thêm một xuống một tầng dưới đây nữa nè. Đó các bạn thấy không, đây đó, giờ bắt đầu mình đi xuống nha. Tầng đó các bạn thấy chưa, đây là những cái tủ để đồ đó, đồ dùng cá nhân đó các bạn thấy không, rất là xưa rồi đó các bạn. Đây là phòng máy. Bạn một chút kỷ niệm cho các bạn xem về lịch sử của chiếc tàu, nó kêu là USS